Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp Sống Mới được phát sóng trên kênh truyền hình VTC10 Nét Việt. Vâng, thưa quý vị, những hình ảnh mà chúng ta vừa theo dõi là những sáng tạo từ một loại hình nghệ thuật còn khá mới mẻ ở Việt Nam, đó chính là nghệ thuật khắc trứng. Những vỏ trứng mỏng manh, vô tri, nhưng dưới bàn tay khéo léo, tài hoa của người nghệ sĩ, chúng đã trở thành những tuyệt tác với các nét hoa văn vô cùng độc đáo, hấp dẫn. Và chương trình Nhịp Sống Mới tuần này sẽ cùng quý vị và các bạn tìm hiểu những điều thú vị từ các tác phẩm khắc trứng nghệ thuật này nhé. Nhưng trước hết, hãy cùng điểm qua những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Tuyệt tác từ những vỏ trứng. Sáng tạo nghệ thuật từ đất sét. Thưa quý vị, nghệ thuật điêu khắc trên vỏ trứng đã có từ lâu tại các nước phương Tây. Nó là kết quả của quá trình mà những người họa sĩ đam mê sáng tạo nghệ thuật mong muốn tìm tòi chất liệu mới thay thế các chất liệu quen thuộc như sơn dầu, giấy lụa hay gỗ để họ có thể thỏa thích tạo nên những kiệt tác. Và rồi chính sự sáng tạo đó đã tạo nên một loại hình nghệ thuật vô cùng hấp dẫn và có thể thu hút mọi ánh nhìn. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu những nét độc đáo từ nghệ thuật khắc trứng này trong phần đầu của chương trình hôm nay. Chúng ta đang xem những đường nét sống động được khắc trên vỏ trứng bởi nghệ sĩ Quan Pulian, sống ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Gắn bó với nghệ thuật khắc trứng hơn 12 năm, ông đã sáng tạo nên những tác phẩm vô cùng tinh xảo như thế này. Bởi vậy, khi nói đến nghệ thuật khắc trứng, Quan Pulian là một cái tên được khá nhiều người nhắc đến. Từ thời xa xưa, trong dân gian có tục lệ tặng trứng gà vào các dịp đám cưới, mừng sinh nở hay mừng thọ, thể hiện sự kính trọng và tình yêu thương. Các huyền thoại về tạo dựng trời đất của nhiều dân tộc xưa nghĩ rằng vũ trụ được sinh ra từ một cái trứng, nên trứng là biểu tượng của thiên nhiên, của sự tái sinh. Không những thế, trứng còn được mọi người tặng cho nhau để mừng ngày lễ phục sinh. Tục này chỉ thực sự phổ biến từ thế kỷ 12 khi hầu như các nước châu Âu theo Thiên Chúa giáo đều lấy trứng làm biểu tượng cho ngày lễ mừng Chúa sống lại. Hay tại Ukraine, người ta ném vỏ trứng lên mái nhà để bảo vệ ngôi nhà khỏi các thần dữ phá phách. Cùng với sự sáng tạo không ngừng nghỉ, vỏ trứng đã trở thành một nguyên liệu đặc biệt để các nghệ sĩ khắc nên những tác phẩm vô cùng độc đáo. Với những họa tiết hoa văn cầu kỳ, vỏ trứng đã trở thành món quà mang đầy ý nghĩa dành tặng cho những người thân yêu. Mỗi một tác phẩm nghệ thuật ra đời đều chứa đựng biết bao tâm tư, tình cảm hay thậm chí ẩn chứa trong đó là cả một câu chuyện thú vị mà người nghệ sĩ muốn gửi gắm trong đó. Khắc trứng nghệ thuật cũng vậy, thông qua cách tạo hình sống động, mang độ tinh xảo cao, các tác phẩm điêu khắc trên vỏ trứng đã thay mặt chủ nhân của nó gửi tới cho mọi người thông điệp đặc biệt và chắc chắn nó sẽ để lại nhiều ấn tượng khó quên cho bất kỳ ai dù chỉ một lần thưởng lãm. Và với những giá trị nghệ thuật mà nó mang lại, tạo hình vỏ trứng đã được các bạn trẻ Việt Nam đam mê sáng tạo như thế nào? Hãy cùng chúng tôi đến với tiểu mục Dòng chảy cuộc sống. Bắt đầu bằng sở thích làm các đồ vật từ tâm tre, nhưng Đặng Vũ Lực lại đến với nghệ thuật điêu khắc trứng một cách hết sức tình cờ. Trong cuộc thi sáng tạo Handmade Việt 2013, chàng sinh viên năm 3 trường Đại học Thủy lợi Hà Nội này lại bị cuốn hút bởi những tác phẩm nghệ thuật được làm từ vỏ trứng trưng bày tại đây. Như bị nó thôi miên, Đặng Vũ Lực đã tự mày mò tìm hiểu các tài liệu về nghệ thuật khắc trứng trên các trang mạng với mong muốn một ngày nào đó, bằng chút tài lẻ của mình, cậu sẽ làm ra được nhiều tác phẩm nghệ thuật độc đáo như vậy. Và rồi bằng một tình yêu không thể đặt tên với khắc trứng nghệ thuật, Vũ Lực đã thực sự thành công với chính bản thân mình. Chàng sinh viên quê Nam Định này cùng lập nên một trang cá nhân mang tên Trứng Khắc Thành Nam nhằm giới thiệu các tác phẩm của mình đến với tất cả mọi người và phục vụ những ai có nhu cầu muốn sở hữu món quà nhỏ bé xinh xắn mà độc đáo từ vỏ trứng này. Khi khắc một tác phẩm trứng thì mình thường dồn tình cảm của mình vào trong đó, mình muốn gửi tới những tình cảm của mình vào tác phẩm để
đến người thưởng lãm để biết là trứng không đơn thuần là một thứ món ăn hàng ngày mà nó có thể biến tấu lên thành một tác phẩm đẹp. Mình muốn nghệ thuật khắc trứng ở Việt Nam ngày càng phát triển hơn, được các bạn giới trẻ Việt Nam tiếp nhận và trở thành một môn nghệ thuật yêu thích của các bạn. Và có thể là thành lập nên nhiều câu lạc bộ để các bạn trẻ có thể giao lưu và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Chỉ cần có vỏ trứng, một cây bút chì để tạo hình và một bút máy chuyên dụng để khắc trứng. Vậy là các ý tưởng độc đáo sẽ được thỏa thích thể hiện dưới đôi bàn tay khéo léo của mỗi người. Trứng dùng để khắc có thể là trứng gà, trứng vịt, trứng đà điểu hay nhỏ bé như trứng cút với độ cứng tự nhiên, không qua xử lý với bất kỳ chất hóa học nào. Đó là những quả trứng to, tròn, trắng, bề mặt không được quá trơn, nếu không sẽ rất khó cho việc đưa mũi khoan vào để tạo hình. Đây thực sự là một công việc đòi hỏi khá nhiều công sức, thời gian và sự tỉ mỉ. Chỉ qua những bước rất đơn giản, tháp Eiffel, biểu tượng của nước Pháp đang hiện dần lên trên vỏ trứng. Sau khi hoàn thành công đoạn chạm khắc, những vỏ trứng được đặt trên đĩa hộp giấy, kết hợp với đèn LED phát sáng, khiến cho tác phẩm nghệ thuật trở nên lung linh, hấp dẫn hơn. Tạo hình trên vỏ trứng là sản phẩm của quá trình sáng tác nghệ thuật. Mỗi một tác phẩm hàm chứa trong đó bao nhiêu ý nghĩa, bao tâm tư, tình cảm của người nghệ sĩ. Đề tài thể hiện trên vỏ trứng rất đa dạng, nó tùy thuộc vào cảm hứng và sự sáng tạo của người chế tác. Còn gì thú vị hơn khi được một lần ngắm nhìn những tác phẩm nghệ thuật huyền ảo đầy màu sắc như thế này? Chia sẻ những câu chuyện về khắc trứng nghệ thuật trên các diễn đàn online đã giúp Đặng Vũ Lực tìm được những người bạn cùng chung niềm đam mê và sở thích với mình. Cuộc gặp gỡ của các thành viên trong câu lạc bộ khắc trứng ngày hôm nay tuy không được đông đủ như mọi khi, cũng bởi nhiều người đang bận rộn với công việc riêng của mình, nhưng họ có thể gặp nhau bất kể lúc nào, đôi khi cũng chỉ để giới thiệu cho nhau một tác phẩm mới nào đó mà mình vừa sáng tạo nên. Cái nguyên liệu này nó rất là dễ vỡ, thế nên là đòi hỏi người làm phải hết sức là tỉ mỉ và cẩn thận thì mới thực hiện được cái tác phẩm mà mình mong muốn. Qua những từng tác phẩm ấy thì mình muốn gửi gắm cái tâm huyết của mình khi mà thực hiện, bởi vì có những cái tác phẩm mà mình chỉ làm được trong khoảng 15 đến 20 phút hoặc là 1 tiếng thì cũng xong rồi. Nhưng mà có những tác phẩm đòi hỏi tỉ mỉ thì mình phải làm đến thời gian đến vài ngày mới có thể xong được. Cũng tùy vào độ tinh xảo của từng sản phẩm một thôi. Thế là khi mà làm ra thì mình cảm thấy rất là vui. Những cô gái trẻ này tuy mới được biết đến nghệ thuật khắc trứng, nhưng đã bị lôi cuốn bởi sự độc đáo, tinh tế từ những nét chạm khắc trên vỏ trứng này. Được sự hướng dẫn nhiệt tình của các thành viên trong câu lạc bộ, các bạn đã thực hiện được từ những bước đơn giản nhất. Qua những buổi giao lưu, những bạn trẻ với mong muốn thật nhiều những kinh nghiệm mà mình đã có được chia sẻ đến cho nhiều người, những người luôn tìm tòi sáng tạo để chinh phục các giá trị nghệ thuật mới trong cuộc sống bộn bề ngày nay. Các anh chị trong câu lạc bộ trứng thì rất tận tụy hay là chia sẻ những kinh nghiệm đúc rút từ bản thân cho những người mới vào tập khắc trứng như em. Chỉ mỉ từng cách đưa mũi khoan như thế nào và lựa chọn mũi khoan ra sao, rồi vỏ trứng thì nên làm như thế nào để khắc trứng cho được lưu loát mũi khoan ạ.
Qua cái nhìn đầu tiên thì mình cảm thấy nghệ thuật điêu khắc này khá là mới mẻ và mình cũng khá thích thú khi nhìn những vỏ trứng mà được khắc lên rất nhiều hình ảnh khá thú vị. Có thể đến ngày nào đó mình sẽ ở nhà và thử khắc lên những vỏ trứng này và tặng bạn bè mình nhân dịp sinh nhật hoặc là ngày lễ nào đó. Thưa quý vị và các bạn, ít ai ngờ được rằng vỏ trứng tưởng chừng như bỏ đi ấy lại có thể trở thành một chất liệu độc đáo, chắp cánh cho những sáng tạo tuyệt vời của những tâm hồn nghệ sĩ. Khép lại những hình ảnh thú vị từ khắc trứng nghệ thuật và tiếp tục chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn hãy đến với tiểu mục Nhịp sống muôn màu để cùng xem những sáng tạo mới mẻ từ đất sét của chàng trai Đặng Sơn Hải. Những con thú đáng yêu và đầy màu sắc này là các tác phẩm nghệ thuật được tạo nên từ đôi bàn tay khéo léo của chàng trai trẻ Đặng Sơn Hải. Với ý tưởng từ các con giống tò he truyền thống của dân tộc, Sơn Hải đã cách điệu, sáng tạo ra những nhân vật ngộ nghĩnh mới từ chất liệu đất sét. Qua những gì chúng ta nhìn thấy, từng con thú, từng nhân vật hoạt hình hiện lên thật sống động như một sự phát triển mới của thú chơi truyền thống trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Tuy nhiên, với những ai mới bắt đầu đến với nghệ thuật tạo hình từ đất sét này cũng gặp không ít những khó khăn. Đầu tiên là về cái vấn đề về kỹ năng ấy. Thì hồi đấy đất sét nó chưa phải là mới mẻ, nó chưa phải là kiểu phổ biến. Cho là cái về kỹ năng như kiểu là nặng thế nào, nặng làm sao, rồi là từ cái gì bắt đầu từ đâu ấy, thì nó rất là khó khăn. Xong rồi cái vấn đề thứ hai là vấn đề về kiểu là cái về sắc độ màu sắc ấy. Đất sét thì nó không giống với cả kiểu pha màu nước bình thường, mà kiểu là khi mình pha xong ở đất sét này thì nó sẽ lên về một cái màu khác hẳn ấy. Thì cái vấn đề khoan thứ hai là vấn đề kiểu cảm nhận màu sắc thế nào. Thì em sẽ pha thử những màu ra ngoài trước, rồi em ghi rõ tỷ lệ thế nào ra giấy, để coi như là mình nhớ một cái bản năng của mình ấy. Rồi vấn đề thứ ba là vấn đề về ý tưởng ấy. Thì kiểu những cái lúc mà mình không thể nghĩ được cái gì để mình nặng nữa, thì lên mạng để tìm những cái hình ảnh, rồi những cái tác phẩm của những người đã làm trước, đem lấy cho mình một cảm hứng, xong rồi là một cái nội dung đấy mà mình đang thích ấy. Rồi em sẽ chuyển nó thành cái vấn đề mà mình đang làm. Với mong muốn phát triển cộng đồng những người yêu thích sản phẩm làm từ đất sét, Sơn Hải thường xuyên tổ chức các lớp dạy nặng đất sét như thế này, thu hút được sự quan tâm của rất nhiều bạn trẻ. Khi đến với lớp học, các bạn có thể tự làm những món quà đáng yêu và thông qua đó trao gửi niềm yêu thương đến những người thân, bạn bè của mình. Không chỉ là sở thích, sáng tạo nghệ thuật từ đất sét đối với Sơn Hải đã trở thành niềm đam mê, tâm huyết mà cậu muốn chia sẻ cho tất cả mọi người. Với sức hấp dẫn từ khắc trứng nghệ thuật đang thu hút các bạn trẻ hiện nay, thông qua những tuyệt tác từ vỏ trứng, người nghệ sĩ đã thể hiện cái tôi của bản thân cũng như những sáng tạo không ngừng nghỉ của chính mình. Và những hình ảnh xinh xắn, đáng yêu, đầy màu sắc của những con thú được làm nên từ đất sét của chàng trai trẻ Đặng Sơn Hải đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.